Giang nghệ sĩ hòa giọng trong MV Sống như tia nắng mặt trời động viên tinh thần người dân Sài Gòn. Ca khúc Sống như tia nắng mặt trời do nhạc sĩ Đình Bảo, cựu thành viên nhóm Aqua sáng tác với nội dung động viên, khích lệ tinh thần người dân và các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh Anh hạnh phúc khi được dàn ca sĩ Đình đám gồm các tên tuổi trong nước và hải ngoại như Cẩm Vân, Hà Trần, Thanh Hà, Minh Tuyết, Uyên Linh, Hiền Thục, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Hoàng Mỹ An, Tóc Tiên, Orin, Quang Dũng. Quốc Thiên, Đỗ An, Khải Đăng, Mai Tiến Dũng, Subin Hoàng Sơn, Phạm Hoài Nam, Giáp Thơ, Gonro tham gia thể hiện bài hát và thực hiện một MV xúc động. Ngoài ra, sản phẩm phát hành hôm 1 tháng 8 còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ múa, các người mẫu, nhà thiết kế và đặc biệt là hai hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam Hà Khánh Vân. Tất cả chung tay gửi thông điệp yêu thương đến người dân Sài Gòn giữa tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Đinh Bảo hiện sống ở mỹ chia sẻ cảm hứng sáng tác ca khúc tôi nhớ về sài gòn với những hình ảnh lung linh đẹp đẽ của tuổi thơ và một thời tuổi trẻ tung hoành với bao ước mơ hoài bảo sài gòn với tôi là một điều gì đó thiêng liêng ý nghĩa bởi nơi đó đã chứng kiến giai đoạn đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi nơi đã nuôi nấng tôi với tình thương yêu của biết bao nhiêu con người tình yêu thương là thứ có sức mạnh lan tỏa nhanh nhất giúp hàn gắn những vết thương vực người ta đứng dậy và bước tiếp Tình yêu thương là thứ người ta có thể cho đi mãi mà không bao giờ sợ cạn kiệt. Hãy sống như những tia nắng mặt trời và hãy cùng chúng tôi lan tỏa tình yêu thương, lòng nhiệt thành lẫn niềm hy vọng đến mọi người, đặc biệt là những người dân Sài Gòn trong lúc này. Hơn 20 nghệ sĩ góp mặt trong dự án ý nghĩa, cổ vũ Sài Gòn chống COVID-19. Ca sĩ Quang Dũng ca nhận xét, ca khúc sống như tia nắng mặt trời với nội dung ý nghĩa là tinh thần mà anh và các đồng nghiệp muốn nhắn gửi đến mọi người nhất là những ai hiện sống ở Sài Gòn. Dịch bệnh sẽ sớm lắng dịu nếu chúng ta cùng đồng lòng, giữ tinh thần, năng lượng tích cực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Là một nghệ sĩ, tôi vui vì được đóng góp chút công sức vào cuộc chiến chống dịch Covid-19, Quang Dũng nói. Ca sĩ Cẩm Vân đã nhiều năm gắn bó với mảnh đất Sài Gòn. Chị xót xa khi chứng kiến cuộc sống của bản thân, cũng như bạn bè nghệ sĩ và mọi tầng lớp nhân dân đảo lộn từ khi Covid-19 bùng phát trở lại cảm giác nghèn nghẹn cứ vây lấy tôi trong những ngày này sài gòn đang trải qua một thời khắc thật sự buồn trước đây trong nhịp sống nhộn nhịp đôi khi khiến chúng ta thèm có những khoảng lặng nhưng giờ đây khi sài gòn vắng vẻ đến quạng hiu chúng ta lại nhớ không khí vui tươi sôi động ngày nào tôi tin tiếng hát sẽ là liều thuốc ít nhiều giúp chữa lành lan tỏa tình yêu thương động viên tinh thần mọi người trong đại dịch cẩm vân bày tỏ đạo diễn đỗ an ông xã của người mẫu lê thúy là người tham gia chỉ đạo thực hiện MV Sống như tia nắng mặt trời. Anh cho biết, ekip gồm các nghệ sĩ trong nước và hải ngoại trung ý tưởng hướng đến những gì một mạc, chân thật và giản đơn nhất. Theo Đỗ An, sự sẽ chia bắt nguồn từ tấm lòng sẽ dễ chạm đến trái tim người nghe. Vì tinh thần đó, sản phẩm được các nghệ sĩ tự thu âm và ghi hình tại nhà bằng điện thoại. Sau đó, Nhạc sĩ Đình Bảo xử lý phần âm thanh và đạo diễn Đỗ An biến hóa phần hình ảnh để tạo nên MV hoàn chỉnh. Nhà sản xuất Hoàng Tu chồng ca sĩ Tóc Tiên, là người phụ trách phần âm nhạc của sản phẩm này. Hương Giang